Quay trở lại với thành phố Hà Nội, trong vài ngày vừa qua thì chúng ta thấy số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội cũng đã bắt đầu gia tăng và mới đây thì dịch bệnh COVID-19 cũng đang có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân của Tây Hồ vừa có thông báo truy vết những người đi tập thể dục và đi dạo liên quan đến ca mắc COVID-19 tại địa chỉ số 40 đường Thụy Khuê. Trước đó thì bệnh nhân F0 này đã tập thể dục và đạp xe tại các tuyến phố quanh Hồ Tây, vườn Lạc Long Quân, phố Vũ Tuấn Chiêu tức là khu vực rạng nhãn của phường Nhật Tân và có tiếp xúc với một số người. Theo đó, phường Nhật Tân ra thông báo đề nghị tất cả những ai đã đến mua vé sổ số tại 40 phố Thụy Khuê và tất cả những ai đã đi tập thể dục dạo chơi tại Vườn Hoa Lạc Long Quân, phố Nhật Chiêu, phố Vũ Tuấn Chiêu, khu vực Dạng Nhãn trong thời gian từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 phải lập tức khai báo y tế với trạm y tế Phường Nhật Tân và tự cách ly để theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của trạm y tế Phường. Phường cũng yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng nhóm trưởng COVID, cộng đồng, tri hội trưởng các tri hội đoàn thể, tổ dân phố thông báo rộng rãi để những trường hợp có liên quan có ca mắc COVID-19 nói trên khai báo với trạm y tế phường để có các biện pháp phòng chống COVID-19.